Hello, xin chào các bạn đã trở lại với kênh Làm Nail tại Mỹ nha. Lại một ngày nữa đi làm nail các bạn ơi. Thì các bạn biết không, thường thường người Việt Nam của mình á, họ sẽ đi làm nail từ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Có nhiều người á, họ làm chủ nhật luôn các bạn. Nhưng mà các bạn biết không, các bạn làm thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy á, thì các bạn được một ngày chủ nhật. Cái ngày chủ nhật thì các bạn sẽ đi đi chợ, đi búa, các bạn sẽ đi giống như là dọn dẹp nhà cửa. Nhưng mà có nhiều người Việt Nam á, họ lại muốn đi làm luôn chủ nhật luôn các bạn, thì họ không có thời gian đi mà dọn dẹp nhà cửa, nhưng mà bù lại thì họ sẽ có được tiền các bạn ha. Thì như vậy thì tiền nhiều để làm gì? Bây giờ các bạn làm thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật luôn, nhưng mà các bạn không có thời gian để đi chơi, thì các bạn làm đuối quá à. Làm suốt luôn mà. Thì lúc đó các bạn chỉ có đi về, các bạn đi ngủ, xong các bạn đi về, các bạn đi ngủ thôi, các bạn không không đi đâu chơi được hết đó. Thì các bạn biết không, có hai loại, ok. Một loại á là người ta làm thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, và người ta nghỉ chủ nhật là để đi chơi. Nhưng mà có một loại người á, thì họ làm thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy chủ nhật luôn, và họ không đi chơi. Thì các bạn biết không, cái loại người đầu tiên á, là họ làm thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, họ nghỉ chủ nhật, thì họ làm tàn 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 tàn, giống như họ làm ngày này qua tháng nọ. Còn cái loại người thứ hai á, là họ cố gắng họ làm, tại vì giống như là có nhiều người họ mới qua bên Mỹ á, họ họ cần mua nhà, mua cửa, mua xe, thì họ phải làm như vậy, thì trong vòng 1-2 năm thì họ họ mua được nhà, mua được cửa, mua được xe các bạn. Nhưng mà sau 2 năm sau họ mua được nhà, mua được cửa, mua được xe rồi đó, thì họ làm ít lại, thì đuối quá trời, làm không nổi các bạn, đuối lắm các bạn ơi. Giống như bây giờ ha, mình đi vô tiệm nail làm, cái mình cứ ngồi mình làm móng hoài các bạn. Thì các bạn biết, thường thường á, mình khi mà mình làm khách á, mình rất là tập trung làm khách, cho nên mình không có thời gian để mình quay cho các bạn coi. Bữa nay rảnh cho nên mình mới quay cho các bạn coi ha. Đó, thì khi mà các bạn đi làm đó, nó đi làm các bạn biết không, làm thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thì vô các bạn cứ làm biết luôn. Các bạn làm từ 9 giờ rưỡi cho tới 10 giờ, xong rồi cái 10 giờ xong tới 10 giờ rưỡi, 10 giờ rưỡi xong tới 11 giờ, xong các bạn đi ăn một cái, xong các bạn ra các bạn làm tiếp. Bữa nào mà khách lễ lộc cái gì đó là các bạn không ăn luôn, các bạn làm tiếp. Xong các bạn tới 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ, 6 giờ, 7 giờ. Xong rồi các bạn đi về. Đó. Thì cứ ngày này qua tháng nọ, ngày này qua tháng nọ thì các bạn có được tiền, nhưng mà các bạn không được đi đâu chơi, đi đi làm nail rồi vậy đó các bạn. Thì thường thường đa số người Việt Nam của mình họ hay chọn cái con đường này, có nghĩa là họ họ qua bên Mỹ họ tập trung đi làm, đi làm, đi làm, đi làm, đi làm. Thì sau khi mà họ ổn định cuộc sống ở bên Mỹ rồi thì họ đi làm ít lại đó. Có người thì họ làm cuối tuần thôi, tại vì họ bây giờ có nhà, có xe, bây giờ bận rộn con cái, thì họ làm thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, họ nghỉ thứ hai, thứ ba, thứ tư, mặc dù tiền nó ít hơn chút xíu các bạn, nhưng mà họ chấp nhận như vậy. Tại vì hồi xưa khi mà mình mới ở Mỹ á, mình giống như mình nè, hồi xưa mình mới ở Mỹ á, mình cũng muốn mua nhà, mua cửa, mua xe, ha, mua điện thoại đó, thì mình phải làm thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy đó. Còn bây giờ thì mình đã có đủ hết tất cả những thứ đó rồi, thì bây giờ mình chỉ đi làm cuối tuần thôi, bạn thấy không? Đó. Còn có nhiều người Việt Nam á, họ có con có cái, thì có 2-3 đứa con thì họ phải nuôi con của họ, thì họ lại giống như bây giờ, thấy không? Giống như bây giờ mình đi, hồi xưa mình mới qua Mỹ thì mình đi làm thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy chủ nhật luôn, mình làm suốt luôn bạn, mình không nghỉ, có khách là làm, có khách là làm, không? Nhiều khi mà tiệm 7 giờ đóng cửa bạn, con khách nó bước vô, bà chủ hỏi mình: nhân ơi em muốn làm không? Bắt vô làm luôn, tại vì bây giờ mình làm là bà chủ bắt khoái lắm nha, mình làm là bà chủ bắt khoái lắm, ok. Nhưng mà sau này cái mình có nhà có cửa rồi, mình muốn ở nhà chăm sóc nhà cửa mình, thì mình làm ít lại, không? Khách vô cái mình nói: thôi chị, em không làm rồi, em bận đó, em đi về đó. Nhưng mà vài bữa nữa cái mình có con các bạn, mình phải lo cho con của mình nữa, xong cái mình phải làm thêm nữa. Bây giờ khách vô là bắt nha, 8 giờ tối mà khách vô bắt luôn, làm đến 9-10 giờ luôn, các bạn ngủ ngủ tại tiệm nail luôn, ok. Tại bây giờ là có con là phải lo cho con nữa. Hồi xưa là khách vô là mình đổ đuổi về: thôi đi về đi, ngày mai trở lại nha, đóng cửa tiệm rồi.
Bởi vì đi đi làm nail á, nó đi làm nail nó dễ cái là giờ giấc thoải mái hơn. Bây giờ các bạn muốn đi làm cuối tuần, các bạn đi làm cuối tuần. Các bạn muốn đi làm nguyên tuần, các bạn đi làm nguyên tuần. Các bạn muốn đi làm thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, sáu, bảy, tám, chủ nhật đi làm. Còn các bạn muốn đi làm thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng được. Các bạn muốn đi làm thứ năm, thứ sáu, thứ bảy cũng được luôn. Còn các bạn mà bận gọn thì các bạn muốn đi làm chị ơi, bữa nay em bận giữ con, chiều chiều em đe cũng được luôn. Cái giờ giấc nó rất là thoải mái các bạn. Thấy không? Đó. Bởi vì cái nghề nail lúc nào cũng là một cái nghề lựa chọn hàng đầu cho những người Việt Nam ở bên Mỹ các bạn. Thấy không? Vỗ nail các bạn thấy không? Vài bữa nữa thì nếu mà như mà các bạn nào mà thích về thường thường cái tay này á, mình để giống như là ải lọc hay là cái gì đó, mình sẽ làm mấy cái móng tay đẹp, mình sẽ để lên cho khách coi cho nó đẹp hay không đó. Nhưng mà bây giờ để dùng tay này để quay video clip đi, để cho các bạn coi cái tay nghề của mình như thế nào đó. Thì ở ở bên Mỹ là ở bên Mỹ là sáng sớm vô ha, các bạn cầm ly cà phê đó, sáng sớm vô uống ly cà phê. Uống xong vỗ tiếp, vỗ neo, vỗ xong rồi sơn, vỗ xong rồi thì sơn nha các bạn. Đó. Có nhiều con khách thích thích vẽ thì mình vẽ cho nó luôn. Thì làm cái nghề này các bạn biết, nhiều khi khách tụi nó không vô là tụi nó không vô, mà khách mà tụi nó vô là tụi nó vô hai ba đứa, ba bốn đứa, năm sáu đứa, bảy tám đứa, đúng không? Cho nên mình rảnh lúc nào là mình ăn lúc đó, thấy không? Mình rảnh lúc nào cái mình nghỉ ngơi lúc đó, chút nữa nó vô nó làm mình nó làm không kịp luôn các bạn. Các bạn thấy mình vỗ điêu luyện không? Quá là điêu luyện luôn. Mỗi một ngày mình vỗ như vậy đó, chuyên nghiệp các bạn, vỗ chuyên nghiệp đó. Vỗ neo là phải như vậy, ăn tiền ở trên này. Ở bên Việt Nam bây giờ cũng rất là thịnh đi làm móng tay móng chân các bạn, nhưng mà bên Việt Nam đi làm á, người ta không có bo cho các bạn. Giống như các bạn đi đi ra ngoài Sài Gòn các bạn làm đi, chỉ có những cái người mà dư giả tiền họ mới bo cho các bạn thôi. Những cái người bình thường chẳng hạn như là bà bán trà đá hay là mấy cái người gì đó, họ họ làm xong họ đâu có bo cho mình đâu, đúng không? Cho nên cái ngành nail bên Việt Nam á, nó không phát triển như bên Mỹ. Cái ngành nail bên Mỹ nó rất là phát triển các bạn. À. Thì ngày nào mình vô mình cũng vỗ vậy á. Khách khách vô thì mình cứ vỗ như vậy. Khách vô thì mình cứ vỗ như vậy thôi. Đã gọi là đi vỗ nail là phải đi vỗ như vậy các bạn ha. Ok, thì đó chính là cái video buổi hôm nay về giờ dắt đi làm, công ăn chuyện làm của thợ nail bên Mỹ. Nói chung là đi làm nail nó khá là thoải mái các bạn ha, các bạn, nhưng mà các bạn phải giống như là suy nghĩ. Các bạn muốn kiếm nhiều tiền thì các bạn đi làm nhiều đó, các bạn muốn kiếm tiền ít thì các bạn đi làm ít. Thì nếu như mà sau này có con có cái á, thì các bạn phải chia ra hơn một một phần á, là lo cho con, một phần á, là đi làm để kiếm tiền. Còn bây giờ các bạn chưa có con á, thì tranh thủ gút 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 kiếm tiền đó. Bây giờ thì tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn trong video clip lần sau nhé. Hy vọng các bạn sẽ thích video clip này. Bye bye các bạn.